chiếc bạn hến nha, bạn cào hến sẽ tụ tập lại một cái chỗ cũng cỡ mười chiếc nha các bạn. Thì người ta sẽ tụ họp anh em bạn lại giống như là một cái đội vậy đó nha các bạn, đoàn kết nha, để mà hến dễ bán, hoặc là tối có cái gì, có cái công chuyện gì người ta tương trợ lẫn nhau nha các bạn. Đây mình muốn review lại cho các bạn xem đó, ghe cầu hến nha các bạn. Đó, hai lá gì á? Hai lá gì á? À, nó nước nó rồng mà hả? Một chiếc ghe gì là cỡ bao nhiêu tiền anh bạn? Một cha không có đủ đồ nghề luôn á. Trăm mấy? À, như vậy là mình làm sao mà mình ở vườn mà nông dân mà làm sao mà mình sắm nổi anh? Có vốn thì lớp vốn nhà thì làm được chưa ạ? À, được ha, trăm mấy ha anh. À, rồi mình mà có phải trải qua một cái lớp tay nghề gì không? Dạ, à, phải lên thợ ha. Ừ. Thợ gì đặt căng được máy này kia. À, không phải yếu nói là cái cách thao tác rồi đó. Thao tác thì thợ thì mình chỉ sao là thợ làm gì à? À. Ôi chào bạn nha, chào, cảm ơn nhiều. Mà quên bạn tên gì quên rồi? Tên Toàn ha, anh Toàn cũng xã nào? Xã Vĩnh Thanh hả? Vị Thanh, Vĩnh Thanh, Châu Thành hả? Châu Thành An Giang. Đó. Hôm nay mình đi review cái bữa cơm luôn cho các bạn xem đó. Ôi cảm ơn bạn Toàn, bye. Đó có mấy cái bánh xe đó. Sẵn quay bánh xe nè. Cảnh quê mình nha các bạn, chuyện nhà quê nha. Những chuyến đò sang sông, những cái đôi bạn, những cái người dân quê. Giữa chiếc ghe này chiếc ghe kia là nó có cái bánh xe này nha các bạn, để nó không có dập nhau nha các bạn. Đó, đó. Bên này nó cũng phải có cái bánh xe nữa này nha. Đó, bánh xe nó phải độn dính giữa nó mới êm nha các bạn. Dạ, để nó dập. Nguyên cái đoàn ghe nha các bạn, đi gì là người ta mới dễ bán. Ôi à, Vương Quốc Thịnh ông bạn, cảm ơn. À, cái này bên phe bên đây được mấy người hả? Bảy người hả? Ồ mà nhậu đã chút nhậu ngon nha. Thôi cho quay chút ơi, cho quay cái buổi nhậu chút ơi. Chuyện nhà quê nha các bạn, đó sáng rồi đó nha, chuyện nhà quê nha. Sao bé đâu mất tiêu rồi? Bé đâu? Mất cỡ. Đó, chiều mà sao mà cào hến mà tối ăn hến nữa? Thì làm ngày nào thì ăn ngày nấy mà. Dạ, đó cái câu chuyện của nhà quê mình nha các bạn. Cái này điện này từ đâu hả? Từ Bình, Lâm Chiên. Không phải điện, điện á. Xài Bình luôn à. Bình sạc á. Dạ. Anh tại tôi tóc bạc chứ đâu có già cho nội. Đó, cảm ơn nhiều nha. Đó, mình quay cái nếp sinh hoạt thì buổi chiều người ta cũng phải like rai đồ trên cái nhà quê mình. À, hến nha. Ốc lạp. Hến nha. Ốc vịt nha. Đó, con này chị hả? Ừ, cho không cho bà ly. Ủa bà xịn tôi bà quậy luôn đó. À. Đó là bà giả. Ờ, cho bán ly. Bà giả. Đó, phan nhím lại. Nhím lại. Có gì được rồi, uống được tới liền tới ba người lắm. Ba người hả? Làm giúp đi đi. Ừ, đó. Hết mấy ông kia cũng cự luôn. Chịt mẹ người này lên đẳng đó. Lên đẳng hết nè. Rồi cái rượu này nhiêu lít? 15 ngàn có
phải mắc hơn chút nha, cái này gạo nó mắc á, tấm mắc. Tại vì vô đây không có chợ. Nhậu đỡ ha, nhậu hến đỡ ha. Thôi tao bây giờ không ấy, Trinh Trinh quán đỡ hả? Quán thì xa quá. Xa quá, mệt. Với lại xe cộ bây giờ mình đi có rượu, có rượu là mệt lắm á. Thôi chúc mấy anh bạn ngon miệng nha. Dạ. Nhậu hến đỡ nha. Cây nhà lá vườn nha các bạn. Còn bên kia là gì? Ốc vịt. Ốc vịt. Gà chua. Nấu canh chua. Rồi. Đó. Thôi em cảm ơn anh nha. Rồi. Em chào chị. Rồi. Cảm ơn. Đây thì bữa chiều của cái ghe cào hến thì anh em bạn của cái đội tàu á các bạn. Thì có một cái mâm rai nha các bạn, nó làm ly thứ ấy. Vô không lại? Ừ, làm ly thứ ấy. Đó anh em bạn đó. Thì 6 giờ sáng là mình phải làm rồi ha anh. Dạ. 7 giờ rồi mấy giờ mình mới được nghỉ? 12 giờ ngoài nghỉ. 12 giờ ngoài nghỉ nha. Cái ghe thì nó anh em bạn vậy. Mình đi phải đông đông vậy phải không anh? Đông đông thì mình mới dễ bán hay sao? Dạ. Cái cảnh sông nước nha các bạn. Giờ bạn bên kia bộ xỉn là sao mà không biết nhậu hả? Uống sữa được không? Được ha, giống tôi à. Được giống tôi à. Sữa là mạnh lắm á. Rồi sữa thì được. Nó cho mình uống vô nó còn tệ hơn nữa. Cảm ơn mấy anh nha. Cái bữa ăn có cá lóc cổ cứng đó hả? Lóc đồng mà. Cá lóc đồng. Cá lóc này mới ngọt nè. Thì mình muốn ghi lại những cái hình ảnh của cái địa phương mình, cái nền văn hóa phong tục của địa phương mình. Mình gốc quê đâu vậy anh? An Giang nữa ha. Đó. Phải mấy ông ở gần để mình làm quen bán gạo đồ được. Có đi dùng cái tàu đâu không? Chưa, mới tới đây à? Mới tới đây ha. Có gì dùng cái tàu nhớ mình 0949063570, cái gì mình đem gạo đều được. Gặp cái đội gì là mình thích lắm nè. Đó, nguyên một cái đội. Vậy là cỡ bao nhiêu chiếc vậy anh? Đội này 9 chiếc ha. 0949063570. 063570. Đó. Giống như một cái chiếc nhà nhỏ nha các bạn. Đó mình muốn ghi lại cái cảnh cái địa phương mình nha các bạn. Chú tên gì? Tên gì? Chú Thịnh. Kinh của chú là Dương Quốc Thịnh á. Người quen ta. Ở bển có hến được không? Có hến được bò thử. Có, phải có chứ, dùng nào không có. Cái tàu á chú. Cái tàu hả? Cái tàu hả? Dùng đó dùng nước ngọt mà. Đó. Đó. Có con cái rồi theo luôn nha các bạn. Cả gia đình theo luôn. 7 giờ là mình phải làm mà ha. 7 giờ là không. Những chiếc kia. Không quen nói nhiều quá. Đó thì mình cũng gốc An Giang ha. Dạ An Giang luôn. Đó. Vừa mấy em trai này là có gia đình hết chưa? Dạ có hết rồi chú. Có hết rồi hả? Có rồi không? Rồi. Thôi chúc mấy anh nhậu ngon nha. Dạ. Vui vẻ nha. Dầu dầu sức khỏe nha. Là làm ngày mà phải làm đêm nữa nha. Không làm ngày không phải làm ngày phải làm đêm nữa, làm đêm là mình cào hến rồi thêm anh uống cái rồi cho em quay cái coi đó. Chúc anh uống ngon miệng nha. Dạ anh uống ngon miệng nha. Đó thấy không, nhà quê của mình nha, chuyện nhà quê của mình nha.